chiều rồi. Trời ơi. Trời ơi. Trời ơi. Bà Bảo lại nãy giờ ngủ nãy giờ đó. Tao điện mày, mày giờ tới giờ mày vô nó ngủ ngoài á. Mà Bảo sáng giờ lại đây hả? Ừ. Để tao điện vô đó. Chơi lâu không? Mà lại nãy giờ vẫn ngủ nằm ngáy gì chưa cũng nhớ mà. À, vậy là bà Báo này tới công chuyện với mình đó. Bây giờ mày đi sớm giờ bà Báo nó lại đây nè, chơi với ông cậu Bảy đây nè cả nhà. Mà xe động kìa, nó xe động kìa. Rồi mày rồi mệt quá đi ra ngoài nó ngủ rồi. Tại vì chạy xe tải. Xe tải. Bà Báo chạy xe tải nha cả nhà. Anh ngủ ngáy sao nhiều chưa bắt nhớ gì. Giờ hai con cháu ra ngoài tròn bà Báo nha. Ra ngoài tròn thấy cái bệnh bị tại vì bị sĩ nè. Để báo hoài nè. Trời bảo hoài bữa hổm lại đây rồi vợ nó đẩy mình hết một phát quá nặng rồi. Để kiếm cái gì mấy kiếm cái gì đó. Ơi có bố rồi. Có gì? Tèn 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 tèn. Rồi để mình quay camera lại cho dễ coi. Thứ gì mà chưa nói? Cái này làm gì ta? Cái này làm cái lo nó ngay á. Mình làm cái lo để treo gì nè. Gì hả? Ở ngay thon thon này dậu đã lắm. Trời ơi. Chắc vừa có gì bằng cái lo này. Cái lo này dễ kiếm mà. Bây giờ mình bỏ, lấy muối không? Lấy muối không? Lấy muối gì luôn. Bây giờ mình lại cái này đi, lấy muối, lấy cùng một chai dưới đi cùng dặn. Ha. Đủ ngon rồi. Kìa, có bịch muối rồi, không biết muối muối cục không muối hột rồi. Muối đâu muối bọt à? Muối bọt cũng được. Đây lấy muối bọt đi. Lấy cái muỗng á. Không biết muối bọt rồi. Chồng bà Báo là bữa nay tới công chuyện. Bữa nay nạp mạng cho chặn rồi. Nó nhiêu đây mình bóc lòng miếng này mà nó là hạ hồng đó đứa lên nè à, thứ gì mà chưa nổi rồi 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 im im bằng đây đây bà nó đây đây mày 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 đây 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 để tao ra là coi rồi nó ngủ rồi nó rất buồn rồi rồi từ nào mà nó ấy là tao buồn rồi. Cho ông Bảy ông Gà ông dò thám tình hình trước cả nhà. Để mình đi gà nồn quá thì nó phát hiện. Để cho ông Gà ông dò thám. Thì mẹ để vô alo chưa phải thứ gì mà vô nấu. Anh ngủ ngáy như heo. Coi coi cái kiếm đường. Bỏ muối vô, bỏ muối vô. Ngủ mà anh ngáy như heo vậy.
Từ lớn anh nghe đừng có cử từ lớn anh nghe bạn quẹt gì mà chưa ngon quẹt chưa có đủ phê chưa có đủ phê Bây giờ mình đi kiếm cái bọc nước. Tiếng ngực, tiếng ngực. Mình kiếm cái gì chứ đừng cho trong quần anh. Nếu như quần anh ở gần anh nói đại trong quần. Không, bây giờ mình kiếm cái bọc nước mình chạy luôn. Kiếm bọc nước. Bọc nào cũng lửng vậy hả? Vô lấy cái xô đi. Hai cái bọc lủng hết trơn rồi. Bọc lủng mà mình treo lên nó biết. Chạy vô lấy cái xô. Để chạy vô. Đi vô nhà lấy cái xô mới được. Bọc lủng nữa. Lấy cái xô. Đây, đèn đèn đèn. Xô giờ quá. Moments later. Chạy cái thông. Nổi nhà ông ngủ. Ngủ ngay quá trời.
Ngay quá trời ngay rồi. Ngay gì vậy? Sao ai cũng gần anh được thằng? Bởi vậy, ngủ gì vợ con nào muốn gần được. Quay một đợt vô, một đợt vô. Chạy lại đi. Trời ơi, lụm chơi. Cho bà dám mình đi lại trên cái động của mình ha, lại ngay chân cái ổ của mình mà ngủ nữa chứ. Để cái lo cho anh nhắc thêm 1, 2, 4. Chiều rồi. Giờ này 6 giờ chiều rồi. Mà chưa có thức chịu thức nè. Thôi đi, kêu anh về đi, kêu thức dậy đi, kêu thức dậy đi. Thằng Bảo. Rồi, thức dậy nè, đi về nè, tao hù rồi nè. Nó hù rồi. Nó hù rồi. Mang quay clip sao vậy? Trời ơi, sợ ngủ mới nữa. Vậy, cái vậy nè. Nó hù rồi. Trời ơi. Trời ơi. Ah, my God.